Từ xưa đến nay ba kích vẫn được ca ngợi là thần dược phòng dơ, biệt dược phòng the chức nâng cao khả năng hoạt động tình dục. Giúp các quý ông bổ thận, tráng dương, tăng cường sức khỏe sinh lý. Để hiểu hơn về biệt dược phòng theo này, dưới đây là bài viết mà Dracul.vn muốn gửi tới các bạn. Tác dụng của ba kích biệt dược phòng dơ. Ba kích có tác dụng rất lớn trong sinh hoạt tình dục. Cây ba kích là loại cây thảo sống lâu năm, dạng thân leo lá cây nhọn, cứng, mọc đối, dài 6-14 cm, rộng 2,5-6 cm, hoa mới nở màu trắng, sau chuyển sang màu vàng bốn nhị, quả hình cầu về già có màu đỏ phân. Bổ cây ba kích mọc hoang ven rừng, vùng đồi rậm ở các bụi bờ hoang mọc nhiều nhất Quảng Ninh, Hải Ninh, Hồng Quảng, Hà Tây, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang. Hiện giờ, rất nhiều nơi gieo trồng thu hoạch rễ cây được đào thu hoạch quanh năm tốt nhất, nên thu hoạch mùa thu đông xem thêm. Kỹ thuật trồng cây ba kích. Tác dụng của ba kích biệt dược phòng the. Theo tài liệu cổ, ba kích có vị cay ngọt, tính hơi ôn. Vào thần kinh. Chính vì vậy ba kích có tác dụng bổ thận, trợ dương, mạnh gân cốt. Khoa học nghiên cứu cho thấy, thành phần có chứa trong ba kích, anthraglucosid, casterol và các chất vô cơ như là K, Na, Mg, Fe, Q, Zn, tinh bột, đường, vitamin C. Những chất này có trong ba kích giúp bổ thận, tăng cường dương khí, giúp sinh lực của đàn ông được dũng mãnh hơn. Những đối tượng như ham muốn tình dục giảm sút, tinh trùng ít, xuất tinh sớm, cương dương không đều, bất lực hoặc vô sinh có thể sử dụng để nâng cao sức khỏe phòng the và tăng ham muốn giúp đời sống tình dục cải thiện tốt hơn. Từ xa xưa, người ta đã nghiên cứu tác dụng tăng sức dẻo dai, tăng cường sức khỏe của ba kích tím bằng cách thí nghiệm trên chuột với 5 giờ ba kích tím, sử dụng liên tục trong vòng 1 tuần. Các nhà khoa học đã khẳng định tác dụng tăng sức dẻo dai vô cùng hiệu nghiệm trong dân gian, được rất nhiều người áp dụng. Dùng ba kích là một vị thuốc bổ khí và tinh khí, dùng trong các bệnh liệt dương, sớm xuất tinh, khi mộng tinh vô cùng hiệu quả. Một số bài thuốc về tác dụng của ba kích trong biệt dược phòng the. Tác dụng của ba kích điều trị liệt dương. Thành phần: ba kích 30, đỗ trọng 30, ích trí nhân 30, ngũ vị tử 30, ngư tất 30, nhục thung dung 60, phục linh 30, sơn dược 30, sơn thù 30, thỏ ti tử 30, tục đoạn 30, tiện chí 30, xà sàng tử 30. Cách làm: tất cả đem tán bột, luyện mật làm hoàng, sử dụng, ngày uống 12-16 g với rượu, lúc đói. Tác dụng của ba kích với sinh lý nam: tăng cường sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ. Thành phần: ba kích tươi, 1 kg rượu ngon, 2-4 lít rượu trắng mình ngâm có nắp đậy. Cách làm: ba kích tươi rửa sạch, phơi ráo, đem ba kích đi tách bỏ lõi. Trước khi ngâm ba kích với rượu, nên tráng qua ba kích bằng một lượt rượu, cho ba kích vào bình đổ rượu đã chuẩn bị lên đậy, nắp đặt nơi khô ráo thoáng mát. Sử dụng ngâm ba kích khoảng 60 ngày để có bình rượu ngon dùng hàng ngày. Ngày 2 lần, mỗi lần uống 2 chén hạt bích nhỏ. Xem thêm: rượu ba kích tím có tác dụng gì với sức khỏe? Tác dụng của ba kích: trị lưng đau, chi tinh hoặc tinh do thận hư. Thành phần: ba kích thiên, 12 giờ đảng sâm, 12 giờ phúc bồn tử, 12 giờ thỏ ti tử, 12 giờ thần khúc, 12 giờ sơn dược, 24 giờ. Cách làm: tất cả đem tán bột, luyện hoàng cùng mật ong sử dụng, ngày uống 2 lần, mỗi lần 12 giờ. Tác dụng của ba kích giúp bổ thận, tráng dương. Thành phần: ba kích 30, thịt trai 300 g, gừng tươi, gia vị 200 ml nước. Cách làm: trai sống làm sạch, thái nhỏ vừa miếng cho tất cả những thành phần chuẩn bị trên vào nồi đất nêm gia vị vừa miệng, đun sôi, vặn lửa nhỏ hầm nhừ khoảng 3 giờ. Có thể ăn cùng với cơm. Xem thêm: sâm ba kích, thần dược phòng the. Cho quý ông những lưu ý khi sử dụng ba kích. Tác dụng của ba kích không thể chối cãi, tuy nhiên không phải ai cũng có thể sử dụng được. Những đối tượng dưới đây khi sử dụng nên lưu ý, hoặc có thể tham khảo ý kiến của thầy thuốc. Lõi của củ ba kích cần làm sạch trước khi sử dụng, bởi lõi của ba kích là nguyên nhân gây kích thích tim mạch, gây chóng mặt, buồn nôn. Những người bị viêm đường tiết niệu, đi tiểu đau buốt không nên sử dụng. Những người bị nóng trong, táo bón không nên sử dụng ba kích. Nam giới đang bị chậm xuất tinh, khi quan hệ khó xuất tinh thì tuyệt đối không nên sử dụng ba kích hàng ngày, bởi nếu dùng ba kích bệnh tình sẽ càng nặng hơn. Đối với sinh hoạt phòng dơ, công dụng cây ba kích là vô cùng to lớn.
Tuy nhiên hãy biết cách sử dụng chúng đúng liều lượng để có được hiệu quả tốt nhất, không nên sử dụng bừa bãi cũng như nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc trước khi dùng bất cứ một loại dược liệu nào đó. Nếu muốn tìm hiểu thông tin về cây ba kích cũng như rất nhiều loại dược liệu khác, các bạn có thể liên hệ qua số tổng đài hotline 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Let's look at why.